Bên kia Baby Katha, Babylon và Katharian, bên mình là Summerian và Pan. Sampan đối đầu với Babylon Katha. Vâng, quả đầu của Hưng Nhồn là một bãi quả bảy. Vâng, chim sẻ có bãi quả đôi. Vâng, đây không phải quả đôi mà là vâng, đôi voi và 6 con hươu cùng với bãi quả đầu 6 cây luôn. Và một đồ nữa thôi, gỗ đầu trận này của Pan thì không phải nghĩ. Vâng, gỗ đầu trận này không cần phải nghĩ. Đóng nghe đi. Nhìn bài thích nhỉ, nhìn gỗ thích nhỉ. Vâng, còn đây là hình ảnh trực tiếp đến từ hiện trường. Sẻ thì là fan của Juventus. Còn Hưng Nhồn thì là fan của bóng đá thôn. Chỉ cởi chân thôi, không có đồng phục. Bốn con hiêu về nhà trước, còn hai con nó hơi xa xa nhưng từ từ. Cứ voi hiêu gần ăn trước đã. Vâng, Hưng Nhồn thấy bảo Võ Tòng một mình chấp đôi thằng sư tử. Hay là chết. Ồ, giết hai con à. Có bầy hiêu đấy luôn đấy. Có voi luôn. Một đôi. Vâng, hiêu 7 cũng được. Hiêu 5 với cả đôi voi với hiêu 7 với cả một con voi nó như nhau. Đùa hơi mất tay hơn tí thôi. Nhưng mà top 1 thì người ta chỉ so sánh đồ chứ không so sánh so sánh lượng thực chứ không so sánh cái việc mà hiêu hay là voi. Vâng, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có một siêu cúp. Vâng, thông tin về siêu cúp vào ngày chủ nhật tuần này thì các bạn hãy cùng truy cập vào gametv.vn và theo dõi mục tin tức để có thể tìm hiểu thêm rõ ràng hơn về thông tin. Vâng, sau chuyến du đấu Hàng Châu về, các khán giả cũng đã rất muốn được biết rằng ai mới là người nhà vô địch của AOE Hàng Châu nội dung solo random. Thời gian ở bên Trung Quốc chúng ta không có để thi đấu. Và về tới Việt Nam và cho tới chủ nhật tuần này thì GameTV cũng mới có thể thiết kế cơ cấu được thời gian và địa điểm để tổ chức trận thư hùng này. Ba gương mặt đến từ Thái Bình, BB Club và GameTV. Đây không phải là cuộc chiến tranh chiếc cúp tại Hàng Châu mà sẽ là một chiếc cúp mạ vàng 24k GameTV đã làm rồi và 10 triệu đồng tiền thưởng. Vâng, cái cúp mà tôi xin được phép bật mí luôn, cái cúp mà GameTV làm nó có trị giá khoảng 3-40 triệu Việt Nam đồng. Đây sẽ là một phần thưởng hết sức ý nghĩa dành cho ba game thủ trẻ, ba game thủ đã gần như là những người đạt được nhiều thành tích nhất tại Hàng Châu vừa rồi. Vâng, thông tin chi tiết mời các bạn hãy cùng tham dự vào truy cập vào gametv.vn để cùng theo dõi. Và trở lại với trận thi đấu ngày hôm nay thì xin được cảm ơn nhãn hàng Lumen, nhãn hàng Golden Field và ca sĩ Mạnh Quý cùng bản hit Tuyết Trong Anh đã cùng tài trợ và đồng hành team AOE GameTV.
Vâng, quên mất bàn. Chim sẻ lên đời siêu sớm, kích đời rồi. Vâng, hơi mải là phét. Đấy, vào bên kia lên sớm hơn á. Kinh vậy. Đây là Babylon. Hai thằng dân ở nhà chính kìa. Vâng, lượng ruộng mà chim sẻ đang có rất nhiều. Nhưng hiện tại mới chưa đủ trong một lờ thôi. Vâng, sau cái ruộng này tôi nghĩ có lẽ là tích gỗ và ra lờ 2 luôn. Vâng, thông tin báo về Hưng Nhổn đang bị ố bom ở phía lớp và cần có một lạc gà. Rồi, chim sẻ sẽ phải là người sang. Thằng bị mày bo đi. Rồi, chết ruộng luôn. Rồi, BB quýt luôn, 3-0 trong xây đấu thứ 3. Rồi, chúng ta sẽ đến mảnh máy Hưng Nhổn để xem. Đây là một pha ôm bom đến từ bên lớp, nhưng anh chưa kịp ôm thì thằng B nó lại nhảy trước. Đèn. Chúng ta sẽ cùng đến với xây đấu thứ 3.